Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những thông tin nóng nhất sáng ngày 24 tháng 8 mà chúng tôi vừa cập nhật. Đề nghị tăng cường kiểm tra các casino dành cho người nước ngoài. Theo tin tức từ Bộ Tài chính, Bộ này vừa có văn bản gửi Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân 17 tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường quản lý hoạt động giám sát, kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Cụ thể 17 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Điện Biên, Bình Dương, Bình Thuận, Kiên Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Quảng Ninh, Lâm Đồng và Quảng Nam. Bộ Tài chính cho biết theo quy định hiện hành, kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Qua kiểm tra định kỳ, đột xuất và thông tin báo chí phản ánh, một số doanh nghiệp kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng có sai phạm về đối tượng được phép vào chơi, cho thuê mặt bằng, cho thuê máy trò chơi, bàn trò chơi để kinh doanh trái quy định của pháp luật. Việt Nam nhập 6,13 triệu tấn xăng dầu trong 7 tháng 2023. Theo tin tức từ Tổng cục Hải quan, tháng 7 cả nước nhập khẩu 922.000 tấn xăng dầu các loại, giảm 11,8% so với tháng trước, tổng kim ngạch đạt 725 triệu đô la Mỹ, giảm 3,7%. Tính chung trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu 6,13 triệu tấn xăng dầu các loại với tổng kim ngạch 4,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,7% về lượng nhưng giảm 14,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, hai mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là dầu diesel và xăng. Cụ thể, lượng dầu diesel nhập về đạt 3,35 triệu tấn, tăng 6,2%, chiếm 55% lượng xăng dầu các loại nhập khẩu của cả nước. Xăng nhập về đạt 1,28 triệu tấn, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 21% lượng xăng dầu các loại nhập khẩu của cả nước. Việt Nam nhập khẩu xăng dầu các loại chủ yếu ở các thị trường châu Á như Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan. 7 tháng đầu năm, Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu xăng dầu lớn nhất với 2,46 triệu tấn, tăng 13,5%. Tiếp đến là Singapore đạt 1,55 triệu tấn, tăng 105,6%, Malaysia đạt 1,03 triệu tấn, tăng 26,7%. Trong khi đó, nhập khẩu từ Thái Lan chỉ là 528.000 tấn, giảm 25%. Nhà đầu tư chứng khoán Việt sẽ sử dụng hệ thống công nghệ mới trong 2023. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE vừa chia sẻ về kế hoạch triển khai dự án gói thầu công nghệ thông tin của nhà thầu Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc KRX. Theo đó, vào ngày 11 tháng 12 tới đây sẽ tới bước chuẩn bị đi vào vận hành, sang ngày 25 tháng 12, đúng dịp Giáng sinh, sẽ chính thức vận hành. Tại cuộc họp với các công ty chứng khoán và các cơ quan liên quan, bà Nguyễn Thị Việt Hà, quyền chủ tịch HOSE, cho biết hiện có 25 trên 76 công ty chứng khoán đã hoàn thành quá trình kiểm thử toàn bộ chức năng trong hệ thống KRX, tức còn gần 70% đơn vị chưa hoàn thành. Điều này cũng diễn ra ở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam VSDC. Đại diện HOSE chia sẻ, nếu công ty chứng khoán nào không sẵn sàng thì sẽ có biện pháp xử lý và HOSE vẫn thực hiện đúng kế hoạch, công ty chứng khoán là bên thiệt hại. Hiện Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam VNX đang làm việc với hai sở giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để điều chỉnh về mặt pháp lý, nỗ lực phù hợp với thời gian triển khai hệ thống KRX. Hệ thống công nghệ thông tin trên đã được HOSE ký với nhà thầu Hàn Quốc từ năm 2012, nhưng sau thời gian dài vẫn chưa được vận hành. Hệ thống mới được kỳ vọng sẽ là bước đệm tốt để Việt Nam nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi, thu hút thêm nhà đầu tư tổ chức nước ngoài vào giao dịch. Tái tạo lưỡi cho nhiều bệnh nhân ung thư. Từ năm 2018 đến nay, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tái tạo lưỡi cho hàng trăm bệnh nhân ung thư lưỡi. Các bệnh nhân sau khi được tái tạo lưỡi đều đảm bảo chức năng hô hấp, nuốt và giao tiếp. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Anh Khôi, trưởng khoa ngoại đầu cổ hàm mặt, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khoảng 70% người bệnh ung thư lưỡi khi phát hiện bệnh là ở giai đoạn 3 hoặc 4, vùng khoang miệng, lưỡi đã lở loét nặng nề. Người bệnh phải chịu đựng đau đớn khi ăn, nuốt, miệng bốc mùi. Phương pháp điều trị chính thường là phẫu thuật cắt bỏ gần như toàn bộ hoặc toàn bộ lưỡi nếu ở giai đoạn trễ. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, người bệnh sẽ bị khuyết hổng lưỡi, sàn miệng, đáy lưỡi, amidan, vòng khẩu cái, ảnh hưởng nặng đến chức năng nói và nuốt. Hầu hết các trường hợp cắt toàn bộ lưỡi, đáy lưỡi đều được tái tạo,
đảm bảo phục hồi chức năng nói và nuốt. Mới đây, một phụ nữ 54 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa nhập viện khi mắc ung thư lưỡi giai đoạn cuối. Nữ bệnh nhân có khối bướu và hạch hai bên rất lớn. Sau 3 đợt hóa trị để bướu nhỏ lại, bệnh nhân được tiến hành cắt bướu, nạo hạch. Tiếp đó, các bác sĩ đã tạo hình lưỡi từ phần cơ và da ở ngực. Tổng thống Mỹ không ngạc nhiên khi tai nạn xảy ra với ông trùm Wagner. Ngày 24 tháng 8, giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông không ngạc nhiên về tin ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh nhóm đánh thuê Wagner, có thể tử vong do tai nạn máy bay ở Nga. Ông Biden nói, tôi không biết thực tế đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi không ngạc nhiên. Tháng trước tại Helsinki, Phần Lan, ông Biden từng nửa đùa nửa thật cảnh báo rằng ông Prigozhin nên cẩn thận các bước đi của mình, kể cả từng miếng ăn, sau vụ nổi loạn. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Adrian Watson cũng cho biết rằng không ai ngạc nhiên về cái chết đột ngột của Prigozhin nếu nó được xác nhận. Cảnh sát Thái Lan, ông thạc sĩ không được ở phòng VIP. Theo báo Bangkok Post, ngày 24 tháng 8, cảnh sát Thái Lan phủ nhận tin đồn ông thạc sĩ ở trong phòng bệnh có góc nhìn ra ngoài tuyệt đẹp. Thay vì có chế độ đặc biệt, phòng của ông nhìn ra một bức tường kính và do đó rất nóng. Do máy lạnh trong phòng ông còn rất yếu, không đủ làm mát, nhân viên bệnh viện phải tăng cường thêm 2 quạt điện cho ông. Trước đó, trên mạng xã hội của Thái Lan đang lan truyền hình ảnh căn phòng VIP ở tầng 14 của bệnh viện trông như một gian phòng nghỉ lớn chuẩn 5 sao ở khách sạn. Hình ảnh khác cho thấy căn phòng nhìn ra không gian xanh của câu lạc bộ thể thao Hoàng gia Bangkok. Quý vị vừa nghe tin tức sáng của báo Tuổi Trẻ.